da của cậu đã gây ra cho má của chị Hân không biết bao nhiêu là đau khổ. Cậu Mẫu, cậu mau nói tôi nghe mọi việc đi cậu Mẫu. Tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện, nhưng tôi sẽ bắt đầu một câu chuyện mà cả dì Huệ lẫn mợ Hân đều không hay biết. Và có lẽ mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi nghe theo lời mợ Hân một cách mù quáng như vậy. Là bởi vì tôi đã đem lòng yêu thương ra từ lâu. Căn phòng này đẹp quá anh Mão ơi. Em thích lắm sao? Thích chứ. Ở trong căn phòng này em cứ tưởng tượng như mình là công chúa vậy đó. Em khéo tưởng tượng. Mà em nghĩ mình sắp trở thành công chúa thiệt rồi. Tại sao em nghĩ vậy? Vì quan lớn để ý tới em. Lúc nãy em thấy quan lớn nhìn em lạ lắm. Em cười với quan, quan còn cười lại với em nữa. Ông bà nói em phải hầu hạ quan lớn thiệt tốt. Anh nghĩ coi, nếu mà em hầu tốt, chắc chắn em sẽ được thưởng. Trà ơi, anh sợ. Anh sợ gì? Em mà được quan thưởng, chắc chắn sẽ chia cho anh mà. Anh ra ngoài đây. Chọn kỹ lắm rồi dám dâng cho quan đó chứ. Từ trước đến giờ ta vẫn thích một việc làm hơn là ngàn lời nói. Cách làm việc của ông thật là chu đáo. Ha.